Xin chào các anh em. Chúng ta cùng với chuyên gia Dương Ca phân tích và nhận định về trận thư hùng hấp dẫn giữa hai đội Atlanta Hawks và Golden State Warriors tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3 năm 2023. Phơi áo hai trận liên tiếp trên sân nhà, Atlanta Hawks đã làm thất vọng rất nhiều cổ động viên. Đối thủ tiếp theo Golden State Warriors sẽ tiếp tục là một bài toán khó mà huấn luyện viên Quinn Snyder và các học trò phải giải quyết. Dù vậy, Hawks hoàn toàn có thể tự tin khi mà The Warriors đang có phong độ trên sân khách rất tệ. Sở hữu một dàn tay ném chất lượng với khả năng ghi điểm ấn tượng như Chet Young và Murray, nhưng Hawks lại để hàng phòng ngự lỏng lẻo của mình khiến đội bóng gặp khó. Sau 69 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Quinn Snyder đang xếp thứ 8 tại bảng xếp hạng miền Đông với thành tích 34 thắng và 35 bại. Dễ nhận thấy điểm yếu của Hawks dưới thời huấn luyện viên mới Quinn Snyder vẫn là phòng ngự. Đội bóng này đã để đối thủ ghi đến hơn 130 điểm trong hai trận liên tiếp. Trong lần ra sân gần nhất, Diều Hâu tiếp tục nhận trái đắng trên tổ ấm khi tiếp đón Timberwolves với tỷ số cách biệt 115-136. Trey Young có được 41 điểm 6 rebound và 7 kiến tạo. Onyeka Okongwu cũng đóng góp một cú double-double với 16 điểm và 14 rebound sau khi vào sân từ ghế dự bị. Hiện tại, đương kim vô địch Warriors đang xếp thứ 6 tại bảng xếp hạng miền Tây với thành tích 36 thắng và 34 bại. Đoàn quân huấn luyện viên Steve Kerr vẫn thi đấu rất bùng nổ, nhưng Kawhi Leonard cùng đồng đội đã có một trận đấu tốt hơn giúp Clippers có được thắng lợi với tỷ số 134-126. Warriors cũng tổn thất đi Draymond Green khi tay ném này đã bị đình chỉ thi đấu một trận sau lỗi kỹ thuật thứ 16 của mình trong trận đấu vừa rồi. Bếp trưởng Stephen Curry dẫn dắt hàng công của Warriors trong trận vừa rồi với 50 điểm 2 rebound và 6 kiến tạo. Jordan Poole cũng đóng góp 19 điểm 1 rebound và 5 kiến tạo sau 24 phút thi đấu. Một trận thua được dự đoán trước của Golden State Warriors khi họ vẫn chưa thể giải lời nguyền thi đấu trên sân khách. Cả Hawks và Warriors đều đang gặp nhiều vấn đề chưa thể khắc phục trong lối chơi của mình. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà sẽ là cơ sở giúp chủ nhà Hawks duy trì thế bám đuổi top 6 miền Đông khi mà Warriors đang có đến 9 trận thua liên tiếp trên sân khách. Đây là giai đoạn mà cả hai đội đang chơi phòng ngự khá tệ. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ được phong độ ghi điểm ấn tượng. Hawks có trung bình hơn 120 điểm, còn Warriors cũng có đến 123 điểm trung bình mỗi trận. Chuyên gia Dương Ca lựa chọn tài quy 162 điểm, tài hiệp 1 là 124 điểm và tài cả trận là 247 điểm. Chúc các anh em may mắn!